Vòng 5 V-League vẫn diễn ra với những bất ngờ cực lớn. Vốn dĩ chuyến đi đến Hòa Xuân mang đến nhiều hy vọng cho đoàn quân huấn luyện viên Chun Hae-ho. Một chiến thắng sẽ giúp cho đội bóng của ông cạnh tranh song phẳng ngôi đầu bảng với Hải Phòng. Thế nhưng, đội chủ nhà Đà Nẵng lại không cho đoàn quân từ thủ đô cơ hội ăn mừng. Trận đấu diễn ra theo cách không nhiều người nghĩ đến, khi mà phần đông khán giả đều cùng một nhận định Hà Nội sẽ dễ dàng có điểm trước Đà Nẵng. Thậm chí sân Hòa Xuân còn chứng kiến một siêu phẩm cực đẹp mắt cùng những tình huống xuất thần trên sân cỏ giữa hai đội. Tham vọng của Hà Nội đã sớm bị đội chủ nhà dội gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 6. Phi Hoàng có đường tạt bóng từ bên cánh trái, tình huống không quá nguy hiểm nhưng thủ thành Văn Công lại đấm bóng hụt. Đúng vào ngay lúc Đình Duy có mặt đúng lúc và đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 42, sân vận động Hòa Xuân một lần nữa phải bùng nổ với siêu phẩm cứa lòng Văn Long. Bóng đi vào góc chết khiến Văn Công chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng lần hai. Hà Nội FC tuy cầm bóng nhiều nhưng lại khá bế tắc trong khâu tấn công. Hàng công của họ còn chẳng có được cú sút nào đủ sức đe dọa khung thành của đội bạn. Chỉ sau giờ nghỉ thì đội khách mới khởi sắc hơn đôi chút. Thành quả đến bằng bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của đội trưởng Văn Quyết. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Hà Nội làm được trong trận đấu này. Mặc kệ Đà Nẵng hoàn toàn thụ động trong lối chơi, nhưng họ mới là đội có những cơ hội nguy hiểm nhất. Thậm chí những nỗ lực cá nhân của Kone suýt chút nữa đem lại bàn thắng cho đội chủ nhà. Đáng tiếc là cột dọc đã cứu cho Hà Nội một bàn thua trông thấy. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Hà Nội của mùa giải năm nay, khiến họ mới chỉ giành được 8 điểm sau 5 trận đấu. Xếp thứ 3, kém Hải Phòng 3 điểm, đến vòng 6 đội quân của huấn luyện viên Chun có cơ hội thu hẹp khoảng cách khi tiếp chính Hải Phòng. Dẫu vậy, một sự thật được đặt ra là đoàn quân thủ đô vẫn phải nỗ lực hơn nữa trong việc lấy lại vị thế của một đội bóng, cạnh tranh ngôi vô địch. Ngày thi đấu mùng 3 tháng 7 chứng kiến khá nhiều bất ngờ, do đó thứ tự trên bảng xếp hạng cũng thay đổi không ít. Vòng 5 vẫn còn một trận chưa đấu của Viettel. Nếu giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu chiều nay thì Hà Nội sẽ còn tiếp tục bị đẩy xa khỏi top trên của bảng xếp hạng. Đây là một điều khá bất ngờ bởi đây vẫn là đội bóng được đầu tư và có chất lượng nhân sự được xem là tốt nhất kể từ trước khi giải đấu diễn ra. Hải Phòng chững chệ trên ngôi đầu, Bình Dương sau chiến thắng 1-0 trước Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 2 với 8 điểm. Ở giữa bảng xếp hạng, khoảng cách các đội là không cao khi mà đội xếp thứ 4 là Viettel với đội xếp thứ 8 là Đà Nẵng cũng chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 điểm mà thôi. Hoàng Gia Lai gây thất vọng lớn khi vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Họ giành được 4 điểm sau 5 lượt trận, xếp thứ 9 bằng điểm với Thanh Hóa. Ở nhóm cuối, Nam Định, Hà Tĩnh và Sài Gòn đều cùng có 2 điểm. Trận thua trước Đà Nẵng khiến huấn luyện viên Chun Hae-ho vẫn tiếp tục đối mặt nhiều nỗi lo. Hàng công không còn sự thanh thoát lẫn sự đột biến trong lối chơi, chính là điều mà ông thầy người Hàn đau đầu nhất. Nhất là trong bối cảnh ngôi sao quan trọng nhất là Quang Hải đã không còn trong đội. Chính vì thế, trong buổi họp báo sau trận, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về việc mất Quang Hải ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội. Vị chiến lược gia người Hàn nói rằng, Quang Hải vừa mới sang Pháp và đang là người của câu lạc bộ khác, thế nên tôi không muốn nhận câu hỏi về cậu ấy nữa, mọi người hãy nói về cầu thủ khác của Hà Nội. Đồng thời, huấn luyện viên Chun Hae-ho cũng cho biết, với những con người hiện tại của đội, ông vẫn đang cố gắng xây dựng lối chơi mới. Điều đội bóng cần cải thiện nhiều nhất chính là phương án triển khai bóng. Nói về trận thua trước Đà Nẵng, ông cũng đưa ra lời giải thích. Hà Nội không có lực lượng tốt nhất khi không thể sử dụng hai trung vệ tốt nhất là Thành Trung và Việt Anh. Thành Trung có vấn đề ở bắp chân chỉ 2 ngày trước trận đấu, còn Việt Anh thì bị đau từ lâu và không có tên trong chuyến đi Đà Nẵng lần này. Đồng thời ông cũng nhận trách nhiệm vì chiến thuật chưa tốt. Ông cho rằng đội chủ nhà đã phát triển bóng rất tốt từ sân nhà. Hà Nội đã đối phó bằng cách để đội hình lên pressing tầm cao, nhưng do thời điểm đẩy lên pressing chưa tốt, phía sau bị hỏng dẫn đến hai bàn thua nhanh. Ông còn nói rằng, tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng đội sẽ vô địch, nhưng chúng tôi đang cố gắng, mỗi trận đấu với Hà Nội giờ đều là một trận chung kết. Mặc dù giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ rất mạnh là Hà Nội FC tại vòng 5 V-League, nhưng huấn luyện viên Phan Thành Hùng vẫn có lý do không hài lòng. Theo đó, ông nhìn nhận vấn đề của Đà Nẵng là việc đội bóng này thường không giữ được thành quả. Đà Nẵng hay dẫn trước rồi bị đối thủ gỡ. May mắn là đội bóng của ông đã vượt qua được cái rớp đó khi vẫn bảo toàn được thành quả trước Hà Nội. Đó là chiến thắng 2-1 chung cuộc trên sân Hòa Xuân. Tuy nhiên, một điều nữa khiến ông bực mình đó là việc bị trọng tài nhắc quá nhiều. Ông nói, họ khiến tôi phân tâm dù bản thân không mắc lỗi gì. Trọng tài muốn nhắc ai thì tới thẳng người đó nhắc. Tôi rất bực mình khi trọng tài thứ tư hành động như vậy. Họ có thể làm công việc của họ nhưng cần khéo léo hơn. Trước đó một ngày, huấn luyện viên Petrovic của Thanh Hóa cũng lên tiếng chỉ trích trọng tài sau trận thua Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5 V-League 2022 trên sân vận động Thống Nhất tối ngày 2 tháng 7. Chiến lược gia từng vô địch cúp châu Âu cho hay, tôi không biết phải nói thế nào với các trọng tài trong trận đấu này nữa. Trọng tài biên bên phía khu kỹ thuật của chúng tôi mắc một số lỗi khá rõ ràng. Còn trọng tài chính, ông ấy cũng có một hai tình huống xử lý không chuẩn. Mặc dù có khởi đầu khá tốt trước đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh,
trên sân Thống Nhất. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Petrovic vẫn không thể kiếm được một điểm trong ngày V-League 2022 trở lại. Thậm chí bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hoàng Vũ Samson, lại là một người cũ của câu lạc bộ Thanh Hóa. Việc nhận kết quả không mấy thuận lợi khiến cựu huấn luyện viên của Sao Đỏ Belgrade có nhiều lần lao ra đường biên dọc để phản ứng trọng tài. Đồng thời, ông cũng bị nhắc nhở liên tục và kết quả là cũng phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ vì lỗi phản ứng trong hiệp 2. Sau các giải đấu vừa qua của U23 Việt Nam, tôi đã được câu lạc bộ Viettel nhìn nhận và gọi trở lại để đốn lên đội 1. Có thể nói đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi cũng như trong cuộc đời cầu thủ nói chung. Đó là phát biểu mới nhất của hậu vệ Phan Tuấn Tài khi anh chàng này xuất hiện tại sân tập của Viettel FC cùng các đồng đội. Tuyển thủ U23 Việt Nam vừa được đôn lên đội 1 của đội bóng áo lính như một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua. Là sản phẩm được đào tạo từ lò Viettel, nhưng đến năm 2020, Tuấn Tài được câu lạc bộ gửi đi cho mượn tại câu lạc bộ Đắk Lắk đá giải hạng nhất để lấy kinh nghiệm. Cũng nhờ đó, Tuấn Tài có nhiều bước chuyển trong sự nghiệp. Sự tỏa sáng trong năm 2022 trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á, SEA Games và U23 Châu Á chỉ càng khẳng định cho tài năng của hậu vệ sinh năm 2001. Tuy nhiên, việc được đôn lên đội 1 cũng chưa chắc chắn một suất đá chính. Hơn nữa, đội hình Viettel không thiếu nhân tài. Tuấn Tài muốn có cơ hội ra sân cần phải thể hiện mình nhiều hơn nữa. Điểm mạnh của cầu thủ này là tạt bóng, nhưng ở Viettel khả năng này chưa đủ để thuyết phục huấn luyện viên trưởng. Việc đưa ra sân hay không lại phụ thuộc vào chiến thuật của đội và ban huấn luyện. Tuy nhiên, hậu vệ này cũng tự tin chia sẻ rằng mình từng có thời gian làm việc bên huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trước đây nên cũng đã hiểu về chiến thuật của ông. Hơn nữa, về câu lạc bộ Viettel, Phan Tuấn Tài sẽ được gặp lại các đồng đội ở U23 như là Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng sự ăn ý của Tuấn Tài và Mạnh Dũng sẽ giúp Viettel có thêm những siêu phẩm, tựa như pha phối hợp có 1-0-2 của hai tuyển thủ trẻ mang lại bàn thắng quyết định ở trận tranh huy chương vàng SEA Games 31 với Thái Lan. Trận đấu gần nhất của câu lạc bộ Viettel sẽ là cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 4 tháng 7 thuộc khuôn khổ vòng 5 của V-League. Người hâm mộ Việt Nam không khỏi thích thú khi trong teaser tập mới nhất của show Joaquin on the Block vừa được công bố có sự tham gia của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong đoạn teaser 30 giây, thầy Park vẫn phong cách ăn mặc quen thuộc, gồm quần tây đen, áo sơ mi trắng, được chào đón nồng nhiệt bởi MC nổi tiếng xứ Hàn là MC quốc dân Jong Jae-suk. Nhà sản xuất cũng bật mí cuộc trò chuyện sẽ bật mí nhiều chuyện thú vị trong quá trình huấn luyện cao thủ Việt Nam của thầy Park, cũng như kể về những kỷ niệm khi làm việc ở Việt Nam như việc không nhớ tên cao thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng phương pháp huấn luyện của tôi đã thay đổi để phù hợp với phong cách của đội Việt Nam. Chương trình dự kiến phát sóng vào thứ Tư ngày 6 tháng 7 trên kênh CAP TVN. Kể từ khi nổi tiếng với các chiến tích lấy lừng khi dẫn dắt tuyển Việt Nam và đội U23 thì danh tiếng của thầy Park tại xứ sở Kim Chi cũng tăng lên chóng mặt. Ông được xem như là cầu nối quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao, thương mại, văn hóa giữa hai nước. Trước Joaquin on the Block, Park Hang-seo từng làm khách mời nhiều show Hàn Quốc ăn khách như We Win Channel You, Master in the House, Hungry Husband. Bên cạnh đó, người Hàn cũng trở nên quan tâm hơn đến bóng đá Việt Nam. Hầu hết các giải đấu có sự tham gia của tuyển Việt Nam hay đội U23 đều nhận được sự quan tâm của người dân xứ sở Kim Chi. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang ở Hàn Quốc mừng thọ mẹ tròn 100 tuổi. Sau khi tổ chức mừng thọ cho mẹ, huấn luyện viên Park sẽ ở lại quê nhà, có việc riêng. Dự kiến đến đầu tháng 7, thầy Park sẽ quay trở lại Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông xứ sở Kim Chi, ông cũng đang cân nhắc việc gia hạn hợp đồng để tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam sau khi hết hạn vào cuối tháng 1 năm 2023.